ăn chửi á. Vậy nghe chắc không chồng. Anh nấu vàng. À bữa nay cũng cậu món bún chay nhé các bạn. Bún chay này của ai vậy chị? Của chị Thảo. Bà cũng hay tới đây cuối tuần dạ. Chị Trang á. Dạ. À, cô chị Hảo đi cùng với chị Trang đến gửi mua hai rồi chị Hảo mua 20 tô bún chay nha các bạn. À, cảm ơn chị rất nhiều nha. Đúng rồi. À, cô chị Hảo nhé, gửi mua 20 tô bún chay để cúng cúng thì Vũ Linh nha các bạn. Chuyện cứu nhà nước. À, để bao lại đi. Chị, bây giờ mình bao lại mình để trên thế nào? Dạ đúng rồi chị. 20 tô bún chay. Bún măng chay. Ồ, bữa nay đặc biệt nha, này bún măng chay. Bún măng đâu? Có măng kìa. Có măng là bún măng. Có chị cho lấy để kéo chị. Bún chay. Lấy gì dài không? Tiếp bên tiếp tới. Không đi gì dài á. Sao không biết dừng lại á? Vâng, và bây giờ chúng ta cùng bưng lên phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. À, ở trên đây cũng có... Ở trên đây là cái gì? Nuôi giò heo mọi người ơi. Nuôi giò heo nhé. Đây là 20 phần, đúng rồi, 20 phần. 20 phần của ai đấy anh? Chị Tiên Nguyễn hả? 20 phần. 20 phần nuôi giò heo nhé cô tỷ chị. Kênh cô chị, kênh gì chị? Kênh cô chị á? Tiên Nguyễn Phi Phi. Tiên Nguyễn Phi Phi nhé các bạn. Nhớ đăng ký cho chị nhé. Một bàn bún chay và một bàn nuôi mặn nhé các bạn. Rất là ngon luôn. Đây anh nấu vàng đây mọi người. Ok, chào mọi người. Đây mới là chị Nguyễn khi làm đầu bếp. Nói vậy chị nấu gì ngon quá vậy. À đúng rồi. Anh nấu vàng trong làng, trong dòng. Tại vì Tiên Nguyễn là luôn nấu cơm để phát cho mọi người là cơm mặn á. Những người khuyết tật, có lại trẻ em, rồi những người mà khó khăn ở bệnh viện hay ở nhà. Nhịp sống đang trực tiếp hả? Đó là công chiếu nha. Ở đây Tiên đang đứng là trực tiếp nha mọi người. Bây giờ ở trên bàn hờ của cầu năm thì có một bàn chai, một bàn mặn nha các bạn. Ôi có du lịch vô kìa, chuẩn bị vô kìa. Phát phòng đứng rồi, có nhiều cơn là công chiếu chứ không phải là phát lại. Còn đây là cái tấm hình này, tấm hình mà mặt mẹ ở ngoài. Kinh em kinh gì vậy? Dạ, cường đen với đó. Cường đen với đó. Dạ, mẹ có qua chính trị sao không chị? Dạ, chào Úc Tiêu. Dạ, chào chị Tiên Nguyễn Tiên Phi Phi nhé. Anh áo vàng đặt bàn thờ chú Vũ Linh phải không? Tay giùm mình nhé. Không, anh áo vàng này là trừ vong giả.
trừ dông giả, tức là vô đây mà diễn trò đó, giống như cái diễn trò đó thì anh áo vàng này là sẽ trừ dông giả nha, còn anh áo vàng kia là đập bàn nha mọi người, khác nhau nha. Đưa luôn. Ở quê trước thì có có những di ảnh rất là to của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Có 400 người đông, cực kỳ đông, đi là chen chúc luôn á, rất là đông luôn. Ở ngoài thì cô chú anh chị đến rất là đông nha các bạn. Cô chú anh chị đến cúng hoa trái cây cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Xin chào bác cô nha. Dạ chào bác cô. Ở bên đây thì cô chú anh chị đến từ xa đến đây để hát nhạc cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé, cũng mua cho cậu Năm vài món quà bông hoa quả rất là nhiều luôn các bạn. Các bạn cũng có thể nhìn thấy qua ống kính máy quay của mình nhé. Còn ở trong đây là phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé các bạn. Phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì bây giờ đã có đầy đủ hết rồi các bạn. Nghe một nguồn thông tin là sau 2 ngày nữa sẽ dỡ cái gạp này ra. Sẽ dỡ cái gạp này ra nhé. Sau 2 ngày nữa sẽ dỡ cái gạp này ra. Trong Phật giáo cũng có nói là dỡ gạp ra để cho trời đất trao quà các bạn. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây.